Tuấn Triều, Ngọc Tuệ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Câu chuyện chưa kết thúc, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Matthew đoạn 6 từ câu 9 đến câu số 13. Bản truyền thống hiệu đến, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Câu gốc hôm nay được chép trong Matthew đoạn 6 câu 10: Vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Bộ phim Nhiệm vụ khó khăn của anh đã kết thúc với số lượt xem kỷ lục, vì người ta quan tâm muốn biết cái kết của cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Nhưng nhiều khán giả đã thất vọng khi tập cuối ngụ ý rằng cái ác cuối cùng sẽ chiến thắng. Một người hâm mộ nói: Tôi muốn những kẻ xấu bị đưa ra công lý, chúng tôi cần một kết thúc tốt đẹp. Nhà xã hội học Peter Berger từng lưu ý rằng chúng ta khao khát hy vọng và công lý, mong đợi rằng một ngày nào đó cái ác sẽ bị đánh bại và những kẻ gây ra tội ác sẽ phải đối mặt với tội lỗi của họ. Một thế giới mà kẻ xấu giành chiến thắng là điều đi ngược lại với những gì chúng ta biết thế giới nên diễn ra. Dù có lẽ không nhận ra, nhưng qua sự thất vọng của họ, những người hâm mộ bộ phim đó đã bày tỏ niềm mong mỏi sâu sắc của nhân loại về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong bài cầu nguyện chung, Chúa Giêsu đã nói lên thực tế về điều ác. Nó không chỉ tồn tại giữa chúng ta, đòi hỏi sự tha thứ, mà còn ở một quy mô lớn đòi hỏi sự giải cứu. Tuy nhiên, thực tế này phù hợp với niềm hy vọng có một nơi mà cái ác không tồn tại, đó là thiên đàng, và vương quốc thiên đàng đang đến trên đất. Một ngày nào đó, công lý của Đức Chúa Trời sẽ được thực thi cách trọn vẹn, kết thúc tốt đẹp của Ngài sẽ đến, và điều ác sẽ không còn nữa mà chỉ có điều thiện. Vì vậy, khi kẻ xấu trong đời thực giành chiến thắng và chúng ta cảm thấy thất vọng, hãy nhớ điều này: cho đến khi ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện ở đất như ở trời, vẫn luôn có hy vọng bởi vì câu chuyện chưa kết thúc. Theo bạn, tại sao chúng ta khao khát hy vọng và công lý? Việc cầu nguyện theo bài cầu nguyện chung giúp chúng ta đối mặt với điều ác và thất vọng như thế nào? Giờ này chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau: Lạy Cha Thiên Thượng, nguyện vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé, và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.